Đến giờ lại lên lại kênh đầu nổ cho bà con nha. Thì Thiện cũng chào tất cả bà con. Hôm nay Thiện sẽ lên những cái con đầu nổ, những cái con OHV, bảy ngựa, động cơ bảy ngựa này nọ đầy đủ hết cho bà con tham khảo nè. Hôm nay anh em thợ thầy dọn máy rất đẹp. Thì càng ngày nó càng có kinh nghiệm nhiều hơn nè. Đó thì bà con thích cái con nào thì bà con cứ nhấn cái số đó và chốt con số đó cho Thiện nha. Đó thì hôm nay Thiện cũng lên một số đầu nổ. Nhưng mà những cái đầu nổ lô của Thiện đây, chuẩn bị Thiện sẽ xả lô để mà phục vụ cho bà con nè, mà nhưng mà cũng chưa thể nào phân loại ra được. Những con đó nó thiếu đồ nhiều quá. Thì hôm nay Thiện cũng lên một số để ngoại giao với bà con. Nhưng chỉ có mấy con máy này là để ngoại giao với bà con nước được. Thì những cái kênh sau Thiện sẽ phân lô, một lô là 5 con. Thì để mà phục vụ cho bà con nha. Thì Thiện cũng nói trước cho tất cả bà con, hàng hóa của Thiện gỡ hàng đi thì bắt buộc Thiện sẽ đổ nhớt, đổ xăng ra hết toàn bộ nha. Thì bà con giờ lưu ý nhớ đổ nhớt và đổ xăng vô hãy cho máy nổ nha. Dạo này thì tình trạng dạo này là đa số là bà con cứ quên đổ nhớt vô là máy móc là bị trục trặc nhiều quá. Thiện bảo hành cũng đuối luôn rồi. Thì vì vậy cho nên cái kênh này Thiện cũng nói trước cho bà con để bà con vô nghe. Đầu tiên mà để mà chốt máy thì bà con lưu ý giùm cho Thiện nha. Tại vì nhớt lại xăng đồ là Thiện sẽ đổ đi hết rồi chứ không có còn đâu. Cho nên giờ đó thì bà con lưu ý đổ nhớt vô. Có nghĩa là đổ nhớt bất cứ cái con máy nào, giả sử Thiện sẽ chỉ như vậy. Đó, nó y như vậy. Thì bà con đổ sao mà tới đây. Đó, tới đây là đủ nè. Đó là cho máy nổ ra được rồi nha. Chứ bà con đừng có quên đổ nhớt vô là nhiều lúc bà con giật máy lên là dên này nọ là đi hết. Đó thì tình trạng dạo này Thiện chị bị dính mấy đơn hàng rồi. Do là mấy chú là không nghe rõ. Cho nên hôm nay cái kênh này lên Thiện cũng nói cho bà con mà hiểu luôn. Thì trước khi mà nhận máy thì bà con nhớ đổ nhớt vô và đổ xăng vô và cho máy nổ và đóng em bật công tắc. Đó, nhít tí ga lên rồi mình chút nữa Thiện sẽ vô con máy, Thiện sẽ chỉ chừng con máy cho bà con luôn. Đó thì hôm nay Thiện sẽ ráng video nó hơi dài một tí nhưng mà Thiện sẽ tư vấn hết toàn bộ con máy ra sao để cho mà bà con hiểu luôn nha. Chứ Thiện mà bảo hành hoài Thiện cũng đuối người lắm. Thì bà con nào mà xem kênh thì bà con thấy cảm thấy mà nó hay thì bà con nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho cái kênh của Thiện nó mạnh để mà Thiện còn có tinh thần mà để phát lên những cái kênh mới. Thì hàng nhật về thì hàng rất nhiều. Thì để có mà kênh của Thiện nó mạnh lên thì đời sức lên thì để Thiện cùng đăng lên cho bà con tham khảo. Đó gì thì bà con đăng ký kênh cũng đâu có mất mát gì đâu. Thì bà con là khi nào cần hàng thì bà con đã đăng ký kênh của Thiện rồi. Thì những cái hàng của Nhật muốn mua những cái gì, xe rùa, máy sới, máy gì đó thì bên cửa hàng của Thiện đều có hết nha. Tại vì anh em của Thiện là bao trùm ở trên này rồi. Đó, Thiện là ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đương Dương, tỉnh Lâm Đồng nha. Bất cứ những hàng gì, xe rùa hay là máy cày, bơm nước, bơm thuốc, bơm gì cũng là có hết nha. Thiện sẽ lo được hết cho bà con nha. Đó, vì vậy cho nên bà con nhớ bấm chuông đăng ký và chia sẻ giùm cho Thiện nha. Đó, thì hôm nay thì bây giờ Thiện cũng chả có nói tào lao gì nữa. Thì hôm nay Thiện sẽ vô cái việc chính nè. Thì cái việc chính hôm nay là những cái con máy từ lô là Thiện sẽ không bao phí vận chuyển. Còn mà những cái mà số nè, Thiện sẽ bao phí vận chuyển cho bà con và bảo hành cho bà con nha. Đó, bảo hành 3 tháng cho bà con đàng hoàng. Cho nên dạo này Thiện bị bảo hành nhiều là lý do là bà con không đổ nhớt vô trong máy. Cho nên phải quay đầu về cho Thiện, Thiện sẽ đổi máy khác cho bà con đó. Cho nên bà con lưu ý giùm cho Thiện nha. Thì bà con bất cứ bà con chốt bất cứ con máy nào thì bà con phải cọc cho Thiện từ 200 đổ lên nha. Mà đóng cọc thì phải đóng bụp, chứ đóng mà đóng lương ương thì cái con máy nó cũng không mất cái duyên đi nha bà con. Mình đóng là mình đóng rẹt liền. Chốt con số 11 Thiện ơi, rồi làm cái bập. Đó là nó mau mắn cái con máy mình nó rất suôn sẻ, giờ nó phục vụ cho mình nó tận tình hơn. Bất cứ mình mua hàng gì cũng vậy, mình làm ăn mà mau mắn là cái gì nó cũng tới trước cái hên của mình hết. Chứ bà con mua là bà con chẳng thà bà con nói Thiện ơi thôi cái con này anh chuyển khoản đủ cho em, em lưu chủ cho anh 100.000, 200.000 gì đó thì cứ thương lượng. Thì cái số điện thoại của Thiện có đổi dưới tiêu đề đó thì cứ alo kết bạn Zalo rồi mình tư vấn thêm rồi trước khi mình mua máy nha. Chứ bà con cái lương ương á là cứ chốt rồi sáng ngày là bà con cũng không có chịu chốt đó, rồi cũng tạo cho bên cửa hàng. Nếu mà trong đêm này bà con nào chốt bất cứ con máy nào thì Thiện sẽ giữ đơn cho bà con hết toàn bộ. Thì sáng ngày mai thì bà con nào nếu bà con không có chốt, không chốt thì bà con cũng điện lại, cú điện thoại thôi em bán đi con máy này chưa phù hợp bên của anh.
thì anh để cái kênh sau anh lên rồi anh tìm con khác anh ủng hộ cửa hàng đó, nó là gọi là mấy cái vui. Còn nhiều lúc bà con chốt trong đêm nay chốt lần 5-6 con, sáng ngày mai á đó, bà con điện thoại bà con cũng không bắt máy, cũng tạo cho bên cửa hàng nha. Đó chứ bây giờ một đêm á là bà con chốt con máy này, chút nữa có cái anh A anh chốt tiếp, rồi chút anh B anh chốt tiếp mà giữ cho bà con mẹ mất rồi. Thì ngày mai thì nếu mà bà con nào mà chốt hàng mà không chốt đi nữa cũng điện thoại lại à, hoặc là nhắn tin nói thôi anh máy này không phù hợp để lần sau đó, anh ủng hộ cho cửa hàng đó, là nó mới gọi là tình cảm nha bà con. Rồi thì hôm nay Thiện sẽ vô những cái con lô này. Thì cái con này là nó con EI13 đó, thì EI13 thì bà con muốn biết rõ rồi, nó là xài vít lửa, nó là cốt truyền tua chậm hết, toàn bộ nó cốt truyền tua chậm đó, nó là ba người tư nha, EI13 là ba người tư đó nha bà con. Đó bô biết đồ đầy đủ luôn, nhưng mà nó bị bởi cái bình xăng rồi. Trước khi mà bà con nào chốt Thiện sẽ gỡ cái bình xăng bỏ, biết sao không, để bình xăng lại để Thiện bán chiều Thiện mua lít rượu Thiện nhậu đó, đó chứ Thiện không có gỡ đi giày đâu cho bà con nặng cước đâu nha. Đó thì cái con này thì Thiện sẽ bán cho bà con là 350.000 ở 350.000 không bao phí vận chuyển nha. Còn nếu bà con nào chuyển luôn tiền cước thì một nó nằm tầm gần 100.000 đó, là coi như là máy 450 á, nếu mà chuyển 450 Thiện sẽ bao ship cho bà con luôn. Riêng con này là hơi hám được còn ngon nha, để Thiện giật thử coi. À rồi thôi, nó bị kẹt cái gì rồi, nếu mà cái kẹt cái này thì để ngày mai Thiện gỡ ra gỡ cho, chứ cái tình trạng máy này là không sao đâu, tại vì động cơ 4 thì là nó chỉ bị dính ổ giật, thường thường là nó móp ổ giật, hình như là nó móp ổ giật dưới đây rồi nè, đó đây nè, thấy bà con thấy không, đó nó bị móp cái này nè, nó móp nó thụng vô là nó bị cấn trong đó thôi. Thì Thiện gò ra Thiện giật giùm được liền cho bà con. Thì những cái con này Thiện sẽ bao hơi cho bà con luôn, nhưng mà là lửa là nó xài vít lửa nha, mình chào vít lửa ra nó có lửa thôi đó. Thì cái con này giá 350.000 nha, con đây là con lô số 1 nha bà con. Rồi vô lô cái lô số 2 đó, hai con à, lô số 2 vô một con này à, hai con này, một con là Mitsu và một con là Yanma, động cơ nó là hai ngựa rưỡi sao á, hai ngựa tư nha bà con, nó đều là cốt truyền tua chậm luôn, hai con đều giống nhau, đầy đủ đồ nè nha, đó đầy đủ đồ, nó cũng cốt truyền hết, con này nó cũng đủ đồ tương đối luôn nè, con này chắc đã giật được rồi à, ha ha. Thiện sẽ bỏ cái bô ly vô cho bà con nè nha, là đủ đồ. Qua cái con Mitsu này cũng vậy, con Mitsu này á trời, con Mitsu này mới dễ thương mới dễ ghét luôn, ai mà lấy con này mới sướng, tại vì nó xài bô e nhớt luôn, đù thấy không, bô e nhớt sướng rồi, quanh đồ đầy đủ luôn nè, đó nó đầy đủ đồ hết, con tắc con đồ cũng còn yêu nguyên luôn nha. Trời ơi, cái lô này bà con là chốt nhanh tay ngon nè, giờ dọn một phát là nổ liền. Thì cái con này cũng vậy, nó cũng cốt chiền nè, cũng là tua chậm đó, chén xăng đồ đầy đủ luôn nè, đó thấy không, quá sướng luôn, con này chắc giật được luôn đó, thấy không, ho hám ngon nè đó. Thì cái lô 2 này Thiện sẽ bán cho bà con là 1.000.000 nha, đó lô 2 bán cho bà con 1.000.000. Rồi thì hôm nay Thiện chỉ vô hai lô này thôi, lên lô không có thời gian để soạn lô cho bà con đâu. Thì thường từ đây tới Tết thì lô nó sẽ ra rất nhiều nha, tại vì thường thường là chuẩn bị xả kho rồi, thì bà con nào cứ canh kênh mà theo dõi mà chụp lô giờ nha, tại vì bây giờ là trong thời gian đang gấp rút để dọn máy giao khách rất nhiều, cho nên cũng chưa có thời gian mà để bưng ra mà để mà đăng sát cho bà con. Thì thường thường là gần cuối năm là Thiện hay xả lô lắm, thì xả lô cho kho những cái hàng cũ nó đi rồi những hàng mới nó về nha, tại vì ngày mai đây hàng của Thiện sẽ nó dời nữa, cũng chưa có thời gian đâu. Thì bây giờ Thiện chỉ vô cái con số 1 nè, là những cái con này nè là Thiện sẽ bảo hành cho bà con 3 tháng nha, đó và bao phí vận chuyển cho bà con đó. Và luật con một số 1 đây chứ lộn, con đây con số 1 nha, đó con đây là con Kuruta, đó con Kuruta này nó là 3 ngựa 7 nha bà con, đó nó là 3 ngựa 7. Con này nó cũng là cốt truyền tua chậm hết, toàn bộ là cốt truyền tua chậm, nhưng mà những cái con này nè bà con bỏ lên dàn sới là rất ok. Bà con biết lý do sao mà bỏ lên dàn sới là ngon không, tại vì nó là xài bô e nhớt nè, giờ bà con đỡ tốn 500.000 mua cái bô e nhớt để mà dòng máy sới á, là phải có bô e nhớt, nếu không có bô e nhớt á, là nó mau hư máy lắm, tại vì mình đổ nhớt vô trong này nè thì bụi bặm á nó xuống dưới đó đó, rồi á nó không có vô được trong cái máy, cho nên vì lý do gì cái con này nè là đa số nó nằm trên dàn dàn sới là nhiều lắm, tại vì Kuruta là dàn sới là rất nhiều nha. Cái này là cái cần e nè, giật lên là đóng e nè nha bà con, đó giật đóng e bật xuống là mở e nha,
con tắc nè, quanh sang nè, đó, quanh sang đây, đó, thì còn cái đây là nút đổ nhớt, trước khi Thiện đi là Thiện đã đổ nhớt ra hết rồi, đó, bà con giờ bà con đổ nhớt đầy vô đây, rồi bà con dặn lại bà con xài thôi, thì cái con số 1 này, Purita này Thiện sẽ bán cho bà con là giá 1 triệu mốt nha, con này hình như là nó 3 ngựa rử hay sao á, Thiện mới thấy hình như nó 3 ngựa rử, chứ không phải 3 ngựa 7, à, đúng rồi nó 3 ngựa rử, dòng tua nó 1.000 dòng 8 dòng tua nè, đó, thì cái con số 1 là giá 1 triệu mốt nha bà con. Vô con số 2, Giang Ma G25. À, con Giang Ma G25 này là động cơ nó là cũng là 3 ngựa rử. À, nó 3 ngựa rử nha bà con. Đó, 3 ngựa rử nó cũng là cút truyền tua chậm luôn. Đó, thì cái con này cũng vậy, con số 2 này Thiện cũng bán đồng giá cho bà con là 1 triệu mốt luôn. Cũng 1 triệu mốt thôi. Nhưng mà nó thiếu boe, Thiện sẽ bỏ boe cho bà con nha, chứ không phải như vậy đâu. Thiện sẽ bỏ boe vô cho bà con. Đó, quanh sang đây. Thì bên này cũng vậy, những cái con máy nào nó cũng có nút nhớt để đổ vô hết. Đó, bà con đổ vô tới đây nè. À, tới đây là bà con là ngưng. Rồi cho máy nổ, đóng e nha. Có nghĩa là như giờ giả sử bây giờ cái con này nè, đó là đóng e dài, đó đóng e. Giật máy nổ mở e ra, đây là cần ga, ha, cần ga nha. Cho nên bà con lưu ý giùm cho Thiện cái. Rồi cái con số 2 này Thiện sẽ bán cho giá là 1 triệu mốt cho bà con nha. Rồi vô con số 3, con không tên. Cái con này là mạc ở bên Nhật nó rách hết rồi. Nhưng mà cái con này là dòng nó là dòng Kuruta luôn nha bà con. Nó là Kuruta, động cơ nó cũng là Kuruta, nó cũng là 3 người rử. Nó cũng cút truyền tôi chậm, nó y như con số 1 vậy á. Đó, cũng hình dạng nó cũng như nhau luôn. Thì bà con mua về bà con bắt lên dàn bơm thuốc rồi cũng được nè. 3 người rử là rất ok rồi. Thì cái con số 3 này cũng vậy, Thiện cũng bán đồng giá 1 triệu mốt luôn cho bà con luôn. Rồi, hôm nay Thiện vô cái con máy là màu xanh nước trời nè. Độc quyền độc lạ nhất hôm nay nha. Thiện bán hôm nay là cũng phải 10 năm rồi. Hôm nay mới thấy anh có một anh thợ, anh dọn máy. Anh nói là anh tạo một cái kênh nó bất ngờ đi. Đó, dòng máy này á là màu, đáng lẽ nó là màu đỏ màu cam lận nha bà con, mà anh thợ anh nói thôi hôm nay mình tân trang lên một cái con máy cho nó lạ, độc lạ, hàng độc lạ đó anh. Bà con có xem cái kênh mà YouTuber độc lạ Bình Dương không? Đó, anh ta bữa nay hôm nay anh ta cũng muốn phát triển, vừa bán máy mà vừa muốn lên kênh để YouTuber để kiếm tiền nuôi cháu á nha bà con. Đó, thì cho nên cái con này là EE15. Thì EE15 con này á thì nó động cơ nó là 3 ngựa rử nè. Đó, nó cũng là cốt truyền tua chậm. Đó, thấy không? Máy móc ảnh muốn tạo cho bà con thấy bất ngờ, thấy không? Máy móc ốc tán đồ đẹp xuất sắc. Trời, quá đẹp luôn. Đẹp gì đẹp dữ vậy trời. Nay mai mà ảnh mà phát triển lên thành cái kênh độc lạ Bình Dương nữa thôi chứ ảnh ai mà chịu nổi ảnh. Còn thấy không? Bà con giờ này thấy không? Trong bình xăng này nó rất đẹp nha bà con. Toàn bộ bình xăng rất đẹp. Cho nên trước khi mà Thiện sẽ đóng hàng đi, Thiện sẽ lưu ý xúc bình xăng đàng hoàng hết cho bà con. Đó, cho nên bà con yên tâm đi nha. Đó, máy móc được cực kỳ ngon đẹp, máy nổ cực kỳ chất luôn. Đó, cho nên hôm nay hết xăng chứ còn xăng Thiện sẽ giật cho bà con xem luôn. Thấy không bà con giờ nè, máy gì mà nó đẹp, hơi lợ đẹp, đúng là hàng độc lạ Bình Dương. Rồi, con số 4 này Thiện sẽ bán cho bà con là giá 1 triệu 3 nha. Rồi, vô con số 5, con Mitsu. Con Mitsu này là G270 thì nó 2 người 7 nha bà con. Đó, nó cũng là cốt truyền tua chậm hết, toàn bộ là cốt truyền tua chậm hết. Đó, nó mà nó là xài y sơi. Đó, cái con nào xài y sơi thì số nào nó xài y sơi cho bà con. Đó, cốt nó là cốt đây. Đó, giờ bà con gắn chốt red vô rồi bà con quất thôi. Máy móc được còn tương đối đẹp xuất sắc. Đây nè, đây nó cũng là cần e nó đây. Giật ra vậy là đóng e rồi nha, đóng vô lại mở e nha. Còn đây là con tắc nè, ảnh giấu trong này nè. Đó, để lần sau để Thiện nói ảnh là lấy thằng này bỏ qua thằng này cho bà con thấy, nhiều lúc bà con không thấy nha. Đó, lần sau đây Thiện sẽ kinh nghiệm, nếu mà có Thiện mà cái kênh của Thiện mà có gì mà không hiểu này nọ hay là bị sai sót gì đó thì bà con nhớ bình luận và chỉ dẫn giùm cho Thiện nha, rồi Thiện sẽ lì xì cho 2 ly cà phê uống nha. Đó, đợt sau mà bà con mua máy thì Thiện sẽ lì xì cho coi 2 ly mà sao uống cho đã, phát lì xì khoảng 5 lon bia. Đó, thì nếu bà con nào chỉ dẫn cho Thiện kênh của Thiện càng ngày càng phát triển, Thiện sẽ ủng hộ hết tất cả cho bà con nha. Rồi, cái con số 5 này Thiện sẽ bán giá là 1 triệu 2 thôi. Vô con số 6, con Giang Ma G35. G35 này nó là 5 ngựa nha bà con. G35 là 5 ngựa. Nó cũng là cốt truyền tua chậm nha bà con. Đúng là nó 5 ngựa luôn, Thiện chỉ nhìn hình dạng máy thôi. Đó, nó cũng là 5 ngựa mà sao con máy này sao bữa nay mấy ảnh rửa sao mà nó xấu quá xấu luôn ta. Đó, để cái này trước khi mà Thiện mà bà con lỡ chốt á, thì Thiện sẽ rửa lại cho đẹp đẽ cho bà con luôn nè. Và nó thiếu boe, Thiện sẽ bỏ boe cho bà con này, thấy không?
đó, cái đây là đóng e nè, thấy không, mở e nè. Trời, cái con máy gì mà sao nó rửa hôm nay mà nó xấu dữ trời, chắc hôm nay chắc thèm rượu rồi, mép nó giật giật tưng 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 đó rồi. Thì chuẩn bị đây á, thì đường nào cũng phải bao mấy anh thợ nhậu hết, chiều nào cũng phải cho mấy anh nhậu, chứ không sáng ngày mai mấy anh không chịu đi làm. À, tại vì ở trên đất Lâm Đồng này đất khí lạnh á, cho nên toàn là chiều nào cũng phải làm sương sương hết nha bà con. À, nhiều lúc bây giờ này bà con nào mà chốt xong kênh này mà lên mà bà con chốt á, trời, điện cái là Thiện đang nhậu liền đó. Rồi cái con giang ma này 5 ngựa Thiện sẽ bán cho bà con là 1,3 triệu nha. Nhưng mà Thiện trước khi Thiện đóng hàng đi, Thiện sẽ vệ sinh lại kỹ càng sạch sẽ cho bà con nha, đầy đủ đồ, không thiếu một cái gì hết, để mà gỡ hàng đi cho bà con nha. Rồi vô con số 7, con Subura này nó là 5 ngựa nha bà con. 5 ngựa, con này là 5 ngựa nha, nó xài là boe nhớt, thường nó là nằm trên vàng xới nha bà con. À, vàng xới, đa số là nằm trên vàng xới, tỷ lệ nó là rất cao, nó nằm tầm phải là 80% trên vàng xới đó. Còn bơm thuốc chỉ có 20% thôi. Đó, tại vì nó xài những cái dòng boe nhớt này là rất lợi hại, nằm trên vàng phun thuốc hết. À, máy xới nha. Đó, tại vì nó có cái boe nhớt là rất lợi hại. Nó cái boe không nhớt mà bà con mua rồi á, mà để giờ mình ráp lên những cái con máy mà trên động cơ mà mình xới đồ á, thì nó nằm phải tầm phải 500 ngàn nha. Đó, vì vậy cho nên những cái con này thì bà con mà mua giờ mà nếu mà bắt vàng xới là rất ok luôn, mua những cái con này. Giờ mình khỏi mất công tốn tiền thêm 500 ngàn nữa nha. Đó. Rồi những cái con này thì nó cũng tương đối được, cũng được 85% nha bà con. Dây đây là chắc Thiện nghĩ là dây công tắc là để Thiện sẽ đổ bỏ vô lại, chứ đâu có tiều quèo tiều phèo dày được đó, cho nên bà con yên tâm. Đó, những cái phần này Thiện sẽ bỏ đàng hoàng hết đây. Thấy không, bà con thấy những cái bát đây là nó để nó bịnh dây cơ ro của vàng xới nè đó, chứ không phải như Thiện nói xạo đâu. Thì cái con số 7 này Thiện sẽ bán cho bà con là 1,3 triệu nha bà con. Rồi vô con số 8. Ui sao cái con này nó đẹp ơi là nó đẹp, trời ơi, hôm nay thấy cái con này là đẹp nhất trong cái đám đầu nổ này nha bà con. Nó đẹp ghê không, con này là Mitsu, Mitsu 350 nha, nó là 3,5 ngựa nha bà con, nó là 3,5 ngựa, động cơ nó là cốt chìm tua chậm luôn, dòng tua nó là 1,800 dòng tua nha. Con này là nó xài y sơi nè, xài y sơi đó. Còn cái đây nè, đó những giày thì bà con đổ nhớt vô tó này là được rồi nè. Đó, thì rất ok nha, máy móc rồi nè, trời ơi, quá trời đẹp xuất sắc luôn. Bóng lưỡng luôn nha. Là nó có mã in đông đóng trên lóc luôn nè. Đó, G350 nè nha. Còn mã số của nó 150880 nha. Đó, máy móc con này rất đẹp xuất sắc. Mà giá hôm nay thì Thiện sẽ bán cái con này là giá 1,5 triệu cho bà con nha. Nó có bu ly sẵn rồi nè. Đó, con số 8 là giá 1,5 triệu nha. Rồi, nó thiếu boe, Thiện sẽ bỏ boe cho bà con. Rồi, vô con số... con số 9 nha, con này là con Kawasaki. Con này nó đẹp phải 90% nha bà con. Trời, nó quá đẹp luôn. Riêng con này trời, nó đẹp dữ trời. Con này động cơ nó 5 ngựa nè nha. Dòng tua nó cũng 1,800 dòng tua nè. Đó, con này nó 5 ngựa. Trời, nó quá đẹp luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Trời, nó máu dữ trời. Qua đây bà con dòm nè. Trời, Thiện hoài, Thiện dòm nè, Thiện muốn chảy nước miếng luôn á. Trời, con này nó quá máu luôn. Hay là cái này anh thợ anh dọn con máy đây là do nó mới bên đó nó giờ nha bà con, chứ không phải máy ảnh đâu, mình khen máy ảnh mất công cái lỗ mũi máy ảnh nó nở ra. Con máy đây là do nó mới từ bên đó nó mới giờ, chứ không phải là bên này nha. Trời, nó mới gì mà nó đẹp xuất sắc luôn. Con đây là con Kawasaki, động cơ nó là 5 ngựa nha bà con. À, động cơ 5 ngựa mà hôm nay Thiện sẽ bán con này là giá 1,5 triệu nha. Trời, nó mới đẹp xuất sắc luôn. Con này Thiện nghĩ là nó sẽ đi đầu tiên nè. Đó, mà nó đã xài y sơi rồi nè. Vì những cái con mà xài y sơi là bà con rất yên tâm. Còn đổ nhớt cũng vậy nè, bà con đổ tới đây thôi nha. Đó, đổ tới đây là mình xài thôi. Rồi vô con số 10, con EI18. Con này là nó cũng là 5 ngựa nha bà con. Nó cũng là 5 ngựa. Nó cũng là cốt truyền tu chậm, dòng tu nó lên đến 2,000 nha. Dòng này là dòng rubin nó lên tới 2,000 dòng tu lận, chứ không phải 1,800 nha bà con. Bà con đi maximum là nó lên 2,000 nè. Đó, thì nó cũng là cốt truyền tua chậm hết, toàn bộ là những cái đầu nổ hôm nay là cốt truyền tua chậm nha. Đó, giờ thì không được bắt đô sơn thiên long hay là sơn 76 là không có được, chỉ có mình bắt lên vàng phun thuốc hay là độ chế hay là bắt vàng máy xới rồi thì được nha. Đó, thì cái con số 10 này hôm nay Thiện sẽ bán cho bà con chỉ còn 1,4 triệu thôi nha. Vô con số 11 và 12 và 13 nha bà con. Ba con Mitsu G500, có nghĩa G500 là động cơ nó 5 ngựa thì dòng tua nó 2,000 nè. Đó, thì Thiện sẽ quay một con, Thiện sẽ làm nói cho bà con hiểu xong là bà con muốn chốt con nào là bà con chốt thôi.
con này dòng này là đều xài y sơi hết, nó cũng là cốt truyền tu chậm nè, dòng tu đến 2000, thì cho nên bà con mà xài những cái dàn phun thuốc á là cỡ 5 ngựa là rất ok nha, bắt lên cỡ 5 ngựa là rất chuẩn luôn đó. Thì cái con này cũng vậy, nó có bô e đây, đóng e đây, mở e đây, thì những cái này thì Thiện sẽ bỏ vô cho bà con nè. Thì ba con số 11 và 12 nha, 13 điều ba con là đồng giá 1.400.000 luôn cho bà con nha. Đó, qua con 12 nè, Thiện sẽ quay sơ lược cho bà con xem ở chỗ nào mà nó đẹp nó sạch ra thì bà con chốt, còn con nào xấu thì ngày mai Thiện sẽ bắt cái thằng mà nó chà rửa, bắt nó chà lại cho bà con nha. Đó, con này nó cũng in lóc đàng hoàng hết nè, lóc Mitsugo 500 đàng hoàng hết nha, mấy con này là máy móc đồ đẹp xuất sắc luôn. Rồi, đồng giá hết nha bà con, đồng giá 1.400.000 hết nha. Đó, đều đồng giá hết, con nào cũng đồng giá 1.400.000 hết. Vô con số 14. Con số 14 con này cũng là EI 18 luôn, động cơ nó cũng là 5 ngựa nha bà con, nó cũng là cốt truyền tua chậm. Con này là máy móc đồ rất cực kỳ ngon, nhưng mà dòng EI 18 này là nó xài vít lửa nha bà con. Đó, nó xài vít lửa, máy móc được cực kỳ ngon, máy rất mạnh, dòng Rubin nó rất trâu bò nha. Đó, thì cái con số 14 này thì cũng bán đồng giá là 1.400.000 luôn cho bà con luôn. Rồi, cho con Kuruta Mini. Đó, con Kuruta Mini này nó đã xài sơi rồi, nó động cơ nó hình như nó là 3 ngựa. À, 4 ngựa 3 nha bà con. 4 ngựa 3. Ừ, con này nó 4 ngựa 3 lận nha. Những cái con này là bà con bắt vàng máy sới ngon luôn nè. Ok, 4 ngựa 3 là xài những máy sới cào cào á. Cào cào đồ là chạy rất ok rồi. Cỡ 4 ngựa mấy là dư tải rồi nha bà con. Đó, dư tải rồi. Cỡ đó là dư tải rồi, dòng tu nó lên đến 2000 dòng tu nha. Đó, thì cái con 15 này thì sẽ bán giá là 1.500.000 luôn cho bà con luôn. Vô con 16. Con 16 là con Honda G200 nha bà con. G200 là nó 5 ngựa. Đó, nó 5 ngựa nha bà con. Nó cũng là cốt truyền tua chậm luôn. Đó, nó xài y sơi, cục y sơi nè. Đó, dòng Honda thì bà con thích dòng Honda thì là rất sướng nha, còn không là mình là Mitsu. Đó, những dòng này là nổ rất ngon, rất chuẩn nha. Thì cái con số 16 này thì sẽ bán cho bà con là 1.800.000 nha bà con. 1.800.000 nha. 1.800.000 là đã bao phí vận chuyển cho bà con rồi, bảo hành cho bà con 3 dòng 3 tháng. Và đây là con tắt đây. Đó, đây vị trí là tắt, mở nè. Đó, bật xuống là mở, bật lên là tắt. Đó. Thì cái con số 16 giá 1.800.000 nha bà con. Rồi, vô cái con Kuruta New. À, Kuruta New là con số 17 nha. Con số 17 thì cái con này động cơ nó lên tới 5 ngựa 2 lận, nó cũng là cốt truyền tua chậm. À, dòng tua nó cũng là 2000 dòng tua nha. Đó, à, cũng là 2000 dòng tua luôn. Thì những cái con này rất ok, đầu dòng Kuruta là thị trường chuộng nhất mà. Đó, Kuruta Mitsu Honda thì những cái dòng này là bà con nào mà muốn giờ xài là rất ngon, là chuẩn nhất là những con này, cho nên giá tiền nó hơi cho cao một tí. Thì cái con số 17 này thì sẽ bán cho bà con là giá là 1.800.000 nha. 1.800.000 nó bao phí vận chuyển cho bà con rồi. Rồi, vô cái con EH17 Subaru EH17 nha, động cơ nó 6 ngựa nha bà con. À, động cơ 6 ngựa, nó cũng là cốt truyền tua chậm luôn. Máy móc đồ còn đẹp xuất sắc, rin nguyên bản, ốc tán còn đẹp ơi là đẹp luôn đây. Đó, thì cái con này á, con này á thì Thiện sẽ bán cho bà con là giá là 2.400.000 nha bà con. 2.400.000. À, 2.400.000 để bao phí vận chuyển cho bà con luôn. Rồi, vô con cuối cùng. À, con này thì đây là cái đây là xả xăng này, nó rất đơn giản. Cái đây là lúc nào mà bà con mà muốn coi có xăng không á, đó, mở ra dài nha. Đó, thì cái con này nó rất là đơn giản như vậy. Thì vô cái con 19, con cuối cùng, con này là con Mitsu G700. À, con này mới gọi là 7 ngựa. Những cái dòng này thì bà con quá rõ rồi, nó quá mạnh đi, nó quá khủng đi. Đó, vì vậy á, cho nên bà con mua những giờ những bắt lên những cái dàn gì độ chế gì á là nên phải xài những cái con động cơ lớn để nó dư tải mà đỡ nó tiết kiệm xăng hơn. Đó, chứ mà bà con mua giờ bà con xài mà tải nó nặng quá thì bà con mua con nhỏ nhẹ nhỏ ngựa thì chịu không nổi nha. Thì cái con cuối cùng này thì sẽ bán cho bà con là giá 2.700.000, đã bao phí vận chuyển cho bà con rồi. Đó, rồi thì hôm nay thì lính chán thì sẽ lên được một số đó mấy đó thôi. Thì bây giờ hiện tại bây giờ thì còn một số này nữa, chuẩn bị cuối năm thì sẽ xả kho cho bà con nha. Bà con nhớ quan tâm và đăng ký và chia sẻ cho Thiện nha, để mà theo dõi, để mà chốt hàng nha bà con. Đó, thì thôi thì bây giờ kênh video nó cũng dài, là hàng của Thiện xe đang gửi rồi. Đó, xe đang đứng bên kia đường rồi nha bà con. Chuẩn bị Thiện bóc hàng thôi. Thiện cũng chào tất cả bà con, và Thiện cũng cảm ơn tất cả bà con đã ủng hộ kênh của Thiện lâu nay,
và nhớ ủng hộ. Thì cái kênh Đầu Nổ này Thiện đã tách ra cho anh một người thư ký để quản lý cho cửa hàng của Thiện, cho Thiện quản lý không có nổi nha. Tại vì cái kênh thư ký của Thiện là cái kênh đó là kênh Thiên Long Nhật Bãi. Thì bà con nào mà đã mến cửa hàng thì nhớ vô bấm YouTube Thiên Long Nhật Bãi mà để phục vụ cho đăng ký kênh và chia sẻ dùm cho Thiện cái nha, để cho cái kênh nó càng ngày càng mạnh, để là phát triển, để bán cái kênh Đầu Nổ này dùm cho Thiện. Rồi Thiện cũng chào tất cả bà con.